Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình và mình là Kiều Trinh. Và ngày hôm nay thì mình đã quay trở lại với một video swatch son. Hôm nay thì mình sẽ không quay phần cận son như là mọi khi quay phần thiết kế son nữa. Mình sẽ nói trực tiếp để giới thiệu về dòng son này và cái phần thiết kế của nó. Còn lát về phần swatch thì mình vẫn sẽ quay cận môi với cả quay toàn thể mặt và sẽ lồng voiceover để có thể review cho mọi người một cách chi tiết nhất về dòng son này. Và dòng son ngày hôm nay mình muốn giới thiệu cho mọi người đến từ nhà Lily by Rest. Đây là một dòng son mới của nhà Lily by Rest, gồm có 4 cây như thế này. 4 cây này thì mình nhìn qua màu rất là trendy này, có màu hồng này, có màu đỏ và có cả màu cam, hình như là cam đất nữa. Nên là mình khá là hào hứng thử bộ son này rồi. Thì đầu tiên là về phần thiết kế đi. Dòng son này có thiết kế rất là yêu, đây là một dòng son thỏi. Có thiết kế mặc dù là cầm nó hơi nhẹ tay một chút nhá, nhưng mà cầm vẫn rất là chắc chắn. Tại vì là cái vỏ ngoài này nó kiểu nhám lì ấy, nên là cầm vô cùng thích luôn ý. Mê lắm mọi người ơi. Cái phần vỏ son thì là khá là giống như cái dòng trước đây của nhà Lily by Rest. Mọi người có thể thấy nó cũng không khác nhiều những cái dòng trước đây. Còn đây là bên trong thỏi son thì thực sự thiết kế mê dã man ý mọi người ơi. Sờ và siêu thích luôn á. Và mình thấy là những cái màu nó phối vào cũng rất là đẹp. Tông chủ đạo thì sẽ là một tông hồng... Hồng trắng à. Và đây nó sẽ có chữ Lily by Rest bao quanh như thế này. Sẽ mở bên trong ra cho mọi người xem. Đó, đây là cây son ở bên trong, thỏi son ở bên trong. Đó là phần giới thiệu qua về cây son này. Giờ thì chúng mình hãy cùng đi vào chi tiết thỏi son này, review về chất son và độ bám màu, mùi hương hay là về màu sắc của dòng son này nha. Trước khi vào phần review thì mình cũng muốn giải thích một xíu là hiện tại mình đang sử dụng retinol nên là phần da mọc của mình đang bị bong chóc rất là nhiều, nhất là ở phần vùng quanh miệng ấy. Nên là nếu mà mọi người có thấy những cái vảy da đang bị bong thì hãy thông cảm giúp mình nha. Và đầu tiên là màu 01, đây là tông màu đỏ cam có khá nhiều ánh cam nên là sẽ hợp với các da từ trung bình sáng cho tới sáng. Da bạn nào trắng sáng thì dùng màu này sẽ siêu nổi bật luôn ý. Và bạn này thì sẽ thích hợp với những bạn nữ mà không thích son có sắc đất này, thích màu son tươi tắn và nổi bật. Về chất son thì chất son thỏi nhà Lily by Rest lên màu ở mức trung bình, không quá nhạt cũng không quá đậm. Nếu mà muốn màu son đậm hơn thì mọi người cứ layer nhiều lớp son là được nha, không lo bị nặng môi đâu tại vì lớp son rất là mỏng nhẹ. Chất son mướt, mịn và không có bột hay là cũng không bị rít môi khi mà đánh. Trừ màu 02 thì là tông màu sáng nên là chất son sẽ không được mịn đẹp như ba màu còn lại. Finish của son thì sẽ có lớp bóng nhẹ, có đủ dưỡng để giữ ẩm cho môi của chúng mình không bị khô vào mùa đông. Chất son thỏi này có nhiều dưỡng nên là sẽ chiều lòng được cả các cô nàng môi khô, nên các bạn cứ yên tâm nha. Tiếp theo 02 thì là tông màu cam nút. Thật nhìn qua thì mình tưởng đây là tông màu cam đất cơ, nhưng mà khi đánh lên trên môi thì tông màu này nghiêng hẳn về nút luôn. Màu này thì lệch hẳn so với cái tông make up của mình ý. Tông này thì mình thấy là hơi bị nhợt nhạt quá. Mọi người nên là nhấn kỹ ở phần mắt và má thì chắc chắn nhìn sẽ rất là tây và ấn tượng nha. Độ bám màu thì không phải thế mạnh của son thỏi. Bạn này bám màu ngang với các dòng son thông thường, tầm 3 đến 5 tiếng nếu mà không ăn uống. Có ăn uống đồ ăn khô thì sẽ có lem nhẹ và trôi nhẹ thôi. Ăn một bữa lớn thì sẽ trôi hết màu và không để lại lớp màu stem. Nếu mà muốn màu giữ lâu hơn ý, thì mọi người có thể sử dụng cách đánh là đánh một lớp son lên trước, xong rồi bạm vào một tờ giấy ăn, rồi đó phủ một lớp phấn phủ lên trên và đánh thêm một lớp son nữa thì màu son sẽ giữ rất là tốt nha. Tiếp theo 03 thì là tông màu hồng mà mình không biết gọi là hồng gì. Tông màu này thì không có chứa sắc đất nhưng mà màu không bị tươi. Độ trầm vừa đủ khiến cho màu son này vẫn rất dễ dùng cho các bạn da sáng. Hợp với các chị em bánh bèo, các chị làm công sở thì mình nghĩ cũng sẽ rất hợp với màu son này nha. Son thì có hương vani nhẹ, rất rất thơm, không bị hắc một chút nào. Trừ các bạn nào mà không thích mùi vani ấy, thì nên lưu ý nha. Còn lại thì mọi người mình nghĩ là cứ thoải mái đi vì mùi này nó chỉ thoang thoảng thôi á. Và cuối cùng 04 thì là tông màu mà mình thích nhất và chắc chắn 70% các bạn đang xem video này thì cũng như vậy. Tông màu đó rất siêu trendy, không có quá nhiều đất nên là màu son này khá tôn da và tôn răng, không kén da và có thể sử dụng trên mặt mộc nha. Về giá của thỏi son thì sẽ dao động khoảng tầm 150.000. So với chất lượng và màu son này thì mình nghĩ đây là một mức giá vừa đủ. Và màu mà mình recommend mọi người mua là màu 04 nha. Và mình sẽ để link mua hàng ở dưới phần mô tả trong cái tham khảo. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video. Giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye.